Chúng ta sẽ cùng đến với đôi song ca, đó là bác sĩ Trà My và giám khảo khách mời Trịnh Thắng Bình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Từng ngày mệt nhoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Giữ bụng một ngày như chưa về tuổi 20, là khi em thấy ánh mắt và nụ cười, như lòng con tim em trở nên hoang mang loạn nhịp. Liên hỏi lại giờ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em đã yêu anh rất nhiều. Trôi qua giật mình nhìn lại thấy anh đã ra. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rơi vòng một ngày như trở về tuổi 20, là khi em thấy ánh mắt và nụ cười, anh làm con tim em trở nên hoang mang loạn nhịp. Liên hỏi lại giờ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đợi trên giường lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho anh nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em lỡ yêu anh rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đợi trên dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Một kế cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh đã yêu em rất nhiều. Dễ thương quá luôn vậy đó. Hôm nay là bác sĩ Trà My được tiếp thêm năng lượng âm nhạc từ Trịnh Thắng Bình, thì bác thấy sao nè? Em thấy như một làn gió mới mà trước nay em chưa từng được tiếp thêm ấy. Thế có thăng hoa trong âm nhạc không? Thực sự là rất là nhiều năng lượng. Rất nhiều năng lượng luôn ha. Em nghĩ là em sẽ tiếp thu và học hỏi á. Dạ. À, rồi chúc mừng bằng biểu diễn song ca của Trịnh Thắng Bình và bác sĩ Trà My.
Fashion Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.